quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Chân lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì có vẻ như cháu được chuyển sang đau họng một chút rồi cô bác. Hôm nọ thì không may là đi vào hôm bị mưa cô bác, thành ra là bị ốm luôn. Và như thức phim hôm qua cháu chia sẻ lên thì cháu Lực cùng với bạn Trình và cùng các bác ở bên xã thì cũng đã lên và xem cái phần đất của các em rồi. Cũng được các bác nói là cái đất này là cái đất mà để cái đất được làm nhà và không có tranh chấp gì với ai nữa cô bác. Và cháu Lực cũng với bạn Trình cũng rất là an tâm vì về cái điều này rồi. Thứ nhất là cũng ngại, cũng lo sợ là đến lúc mà chuẩn bị làm nhà, chọn ngày đào nền đào móng hết rồi, xong mới dính đến cái vụ mà là đất tranh chấp nữa. Cũng cháu Lực cũng rất là sợ điều này, và cho nên là hôm qua thì cháu Lực cùng với bạn Trình là hai anh em là cũng đã cùng các bác ở xã lên và được các bác là nói chuyện với cả gia đình và nói chuyện với cháu Lực. Với lại bạn Trình cũng an tâm rồi cô bác. Và còn ở đây thì có rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực là qua tháng 7 rồi tháng làm nhà cho các em. Nhưng mà ở người đồng bào của các em cô bác là không có kiêng kỵ về cái ngày đấy. Cho nên là cháu Lực muốn là đào cái phần nền cho các em trước là để cho nó cứng đi, cho nó cứng thêm ấy cô bác. Từ cái đoạn trên là cháu Lực để xe xuống đi xuống nhà em cô bác thì là rơi đâu đó tầm là 200-300 mét. Và trong thời gian tới nếu mà nắng như hôm nay, như thời gian hôm nay thì có thể là dùng xe máy để mà vận chuyển là vào được. Có khi mà đến lúc mà làm nhà cô bác nhờ bà con ra làm chưa hết bao nhiêu thì sẽ tính đến phương án là dùng để thuê sau. Vừa nãy thì cháu Lực cũng có nói bảo là phần nền của bác, cháu Lực muốn là đào cái phần nền này trước để cho nó cứng đất đi. Rồi thì một thời gian nữa lúc mà chọn ngày để đào cái phần nền lên của bác. Bây giờ thì cháu Lực đang bảo ba ông cháu là thu hoạch hết cái củ miếng rong này đi này. Mày nữa mà đào sẽ đào đến tận chỗ tay cháu Lực chỉ này của bác, đến tận dưới kia. Cái chỗ này thì đào xong thì nó hoàn toàn là cái đất cứng chứ không phải là cái đất mượn, cho nên là rất là yên tâm và chắc chắn luôn cô bác. Cái chỗ mảnh đất này thì khá là rộng rãi cô bác ạ. Nếu mà sau này các em mà có làm được một cái ngôi nhà ở đây xong này cô bác thì phần ra bên kia có thể là sau này thời gian tới mà em Hải với em Sử hai anh em lớn lên rồi, đi làm và có tiền rồi, cũng có thể làm ở bên kia một ngôi nhà đây này bác, cô bác này, một căn đấy này. Còn trước tiên hiện tại thì cháu Lực là chọn ở cái phần bên này trước để đào nền bên này cô bác này. Đào ở tầm cái chỗ mà cây sao mọc kia này ra xuống đến tận lên đây thì rơi đâu đó cũng tầm là trên 12 mét. Bây giờ thì hiện tại cháu Lực không có mang thước lên để đo đâu, nhưng mà rơi vào tầm là 12 mét vuông cô bác. Và cái chiều ngang này thì sẽ là 6 mét. Cái chiều ngang bên này thì sẽ nào hơn là 12 mét một chút cô bác. Tại vì cái ngôi nhà lên cái bản thiết kế thì cháu Lực lên là chiều ngang là 12 mét, và chiều dài từ đây đến kia là 6 mét. Thì ở trong đó thì cũng sẽ đủ hai cái phòng ngủ này và một phòng khách này, đủ nhà vệ sinh, nhà bếp cho ba ông cháu luôn. Như ngôi nhà mà tầm độ 12, 70, 60 mấy mét vuông này thì có thể là cho một gia đình sinh hoạt ở nhà là rất là thoải mái luôn rồi cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực từ trên nhà cháu Lực xuống thì cũng chưa có điện cho các em. Không biết là nay các em có ở nhà không. Em Sử thì hôm qua cháu Lực nghe
là hôm nay đi hộ nhà nào để làm nhà các bác. Trong thời gian tới thì nếu mà nhà mình làm thì mới được người ta ra hộ, tương đương là gọi là đi lấy công trước ấy cô bác. Sau này người ta ra trả công. Em Sử thì bây giờ cũng đã lớn rồi và cũng là gọi là người anh, và cũng là gọi là người mà làm lao động chính trong gia đình luôn cô bác. Em Hải thì năm nay còn đang đi học. Như cái phần đồng ruộng các em này, mới hôm nào mà trồng thôi và bây giờ đá lên bông rồi. Nhìn đồng ruộng các em rất là tốt luôn cô bác. Mong sao là năm nay các em sẽ không có bị thiếu thóc này, bị thiếu gạo nữa. Mong sao là năm nay các em sẽ đủ ăn luôn. Trong thời gian vừa rồi cháu Lực lên chia sẻ các em cô bác, thì cháu Lực cũng rất là cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã tin tưởng và luôn luôn đồng hành cùng kênh bản em cô bác ạ. Hải ơi! Hải ơi! Hải ơi! Sau bao nhiêu cái quãng thời gian mà cháu Lực lên với các em, thì bây giờ các em cũng chuẩn bị có một ngôi nhà mới để dành riêng cho mình rồi cô bác. Còn về cái phần ngôi nhà như này, bây giờ thì hiện tại hai kênh chỉ cộng lại với nhau chỉ đủ cho làm cho một cái thôi. Và cháu Lực cũng mong sao là cái ngôi nhà này sẽ là một cái bàn đạp cho các em, để sau này các em đi ra ngoài, các em lớn lên và các em làm ra có đồng ra đồng vào rồi, hai anh em tích góp lại với nhau thì xây thêm cho mình một cái ngôi nhà nữa, đủ hai anh em cùng ở với nhau. Bây giờ thì ba ông cháu, trong thời gian lúc mà em Sử, em Hải chưa lấy vợ thì ba ông cháu có thể là ở với nhau thì nó sẽ được hơn cô bác. Như trước kia thì mới đầu cháu Lực lên chia sẻ cái hoàn cảnh của các em cô bác, thì là được bà Vương Kim Thanh, bà có gửi tiền cho cháu Lực là mua cái tách này để về để cho các em. Cũng là bà mà người đầu tiên mà gửi những cái tấm lòng vàng cho cháu Lực để nhờ để cháu Lực được đi làm những cái chương trình như này cô bác. Cũng rất là cảm ơn bà luôn. Mấy ông thì đang ở ngoài này. Mấy ông hai ta xử với thế nào ấy chứ? Em xử phải ta cũng giả mấy chứ đừng chế nè. Ồ, hai đấy đấy. Phải chọc xử. Hai chọc xử nó. Phải chọc xử. Ông kể với cháu Lực là em Sử là đi hộ người ta rồi, và em Hải thì đi học chưa có về. Một mình ông ở nhà thì ông chỉ có là ông thì rất là chăm luôn cô bác. Còn là lấy cỏ cho cháu này trong những lúc mà các cháu đi vắng nhà. Ông thì năm nay cũng đã 80 tuổi rồi cô bác. Và cháu Lực cũng mong sao là ông sẽ mãi mãi khỏe như này, để cho em Hải và em Sử là được báo hiếu ông thêm nhiều thời gian nữa cô bác. Bây giờ thì các em cũng đã lớn lên rồi và cũng đã biết đi ra ngoài để tìm những công việc làm riêng cho mình rồi, thì ông sẽ đỡ khổ hơn nữa cô bác. Trước lúc mà cháu Lực mới lên chia sẻ các em với cô bác, như cô bác cũng đã biết rồi, cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi. Ông thì năm nay 70 tuổi rồi, vẫn còn. Ông thì năm nay 80 tuổi rồi. Lên thì gặp ông là đang ăn cơm chan với nước lá này. Lên thì gặp ông là cầm cái cày, cái cuốc đi theo con trâu để đi ra ngoài. Vẫn tiếp tục là đi ra ruộng, ra đồng để làm thì mới có cái ăn được. Rất là may là em Hải và em Sử lớn lên thì cũng rất là chăm ngoan và học giỏi. Em Sử thì học đến năm lớp 2 thì phải nhường lại cái sự đi học cho người em của mình, để người em của mình được tiếp tục trên cái con đường mà đi học. Người anh thì ở lại phụ ông là làm những công việc ở nhà, và lớn lên rồi thì bắt đầu là đi ra ngoài kiếm tiền để mà mua mắm mua muối nữa. Như em Sử kể với cháu Lực ấy cô bác, là trước kia mà cháu Lực chưa có lên chia sẻ hoàn cảnh của ba ông cháu thì em mới phải đi ra ngoài này làm thuê này,
và đi trên rừng kia hái những cái cây măng này, đi lấy củi để đi bán để lấy tiền về để đổi gạo này trong những lúc mà gia đình mà hết gạo. Hôm nay lên thì không có gặp các em, nhưng mà cháu Lực khúc này video này thì cháu Lực sẽ ghi hình với ông thôi, để hai ông cháu sẽ nói chuyện về cái bước mà làm nhà một chút cô bác ạ. Ông thì có thể là ông sẽ biết nhiều hơn em Hải với em Sử. Bạn nào bắt đầu ổi vai ra trên nè? Bạn nào bắt đầu ổi vai ra? Ổi vai. Ờ, bạn nào đấy nè? Là lên về dân 95 nha. Một là cái dáng người mà rất là nhỏ luôn cô bác, nhưng mà ông vẫn chăm chỉ làm việc mệt mài hàng ngày. Hôm nay thì có vẻ là thời tiết khá là nắng luôn cô bác. Trên vùng cao này thì vào mùa đầu tháng 7, tháng 8 này cô bác, thì hay là vào mùa mưa, cho nên là bị đi những con đường thì nó cũng bị sạt lở rất là nhiều. Hai bê tê, sửa bê tê, nó nên là bấy mấy gì sửa? Hai cái viên ra? Xin ngay chứ bấy ra. Vừa rồi thì cháu Lực hỏi ông là em Hải với em Sử là đi từ sáng ông bảo là đi từ sáng nay thôi, ăn cơm sáng xong thì hai anh em cũng, Hải thì đi học, còn Sử thì đi hộ người ta lấy công thôi. Như vừa mới bước vào ngôi nhà của các em ấy cô bác, và một cái ngôi nhà mà rất là nhỏ, mà hoàn bên ngoài thì là hoàn toàn làm bằng cái phần trình tường, và như chỗ buồng ngủ của em Sử này cô bác này được em ấy làm và em ấy ngủ ở đây luôn. Cái tấm bạt này thì hôm nọ là bà An Phạm nhờ cháu Lực là mua lên để phủ cái chỗ ngủ này để cho em Hải với em Sử, và bà thì cũng là người mà gửi tiền cho cháu Lực để đưa cho em Hải và em Sử, là mỗi lần đưa là một ít một chia thành tần 4 lần để đưa cho em. Và trong nhà của các em thì nếu mà không có bật những cái bóng điện thì rất là tối luôn này cô bác, tối om luôn. Cái bóng đèn là năng lượng mặt trời này thì cũng là được bà Vương Kim Thanh là bà nhờ cháu Lực là mua cái bàn năng lượng mặt trời và cộng thêm mua một cái bàn học cho các em nữa. Buổi tối thì các em ngồi đây, hai anh em ngồi đây và học. Hầu như là những cái món đồ mà có giá trị ở trong nhà các em thì đều được bà An Phạm này, bà Vương Kim Thanh này, bà Trần Thị Tiên này gửi tiền cho cháu Lực là mua cho các em. Bây giờ thì cháu Lực sẽ hỏi các ông một chút là về cái phần làm nhà này thì có đào nơi này thì có phải chọn là ngày đẹp không? Ông thì lên thì hút, cháu Lực nhìn thấy là lần nào ông cũng hút thuốc lào, tại vì là ông thì hút từ chắc là từ nhỏ rồi cho nên là bây giờ bỏ không có được nữa cô bác. Khoảng thời gian này thì em Hải cũng là đi học rồi, cho nên là có khi đi chỉ tối mới về thôi cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ nói chuyện với ông một chút cô bác. Có thể là cháu Lực nói bằng tiếng Nùng thì một tí nữa cháu Lực sẽ phiên dịch lại cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là cùng hiểu.
cũng chỉ là xoay kênh mà câu chuyện mà làm nhà cho các em. Và cái giấy tờ đất của ông thì có thể bây giờ chuyển cho em Sử để được tên được không? Lúc mà hoàn dân này lê bộ cần xá văn nói chứ? Ừ, văn một nọc rồi. Văn không một đây không? Bộ lê lán á, xá văn khâu ạ? Ừ, xá văn khâu đấy mà. Lê khâu văn, khâu văn đây cái này chứ ta này? Ừ, cái văn đây cái này này. Lê bộ cần chọn thằng văn đấy nữa? Em một chọn, một chọn khâu văn đấy chứ. Ờ. Kể lên đây, thì những nhau lên bộ chọn. Ờ. Khâu văn đây cái này chứ. Ờ. Vừa rồi thì ông cũng có chia sẻ với cháu Lực là người đồng bào dân tộc Mông thì không cần phải kiêng kỵ là tháng 7 đâu cô bác. À, cứ lúc nào mà làm được thì sẽ làm. Và ở đây thì cũng rất là nhiều cô bác cũng có điện cho cháu Lực và nói là vào tháng 7 này thì không có làm được nhà. Nếu như mà là người đồng bào dân tộc Mông mà không có kiêng kỵ về ngày thì cháu Lực với bạn Trình là sẽ hai anh em sẽ bàn với nhau, là bàn với gia đình nữa, là đào cái phần nền trước để cho nó cứng cái phần đất đi, thì mới lấy vật liệu vào thì mới có chỗ để được cô bác. Lùm lùm mà mẹ nữa lấy sao phần lư hóc hay thò địch thùng ăn là nó dê nào nữa. Ừ. Lư sao bị chiên mà tàu hải là tăng nắn thì mà thuật sụp pin nước rồi từ sau luôn nào. Ừ. Cá này hóc là phong ảnh này, lưu phong tư mà phong ảo tôi xả chiên tôi hóc kìa. Ừ. Lùm bố là bây giờ thì cháu Lực sẽ hỏi về cái quá khứ của gia đình người ông một chút cô bác nhá. À, trước kia thì cháu Lực cũng có hỏi qua rồi nhưng mà không có em Hải với em Sử ở đây thì cháu Lực sẽ nói chuyện với ông và hỏi ông một chút chuyện nữa. Lúc mà bố Hải tại Sử lấy tức quản đi bắn bình thái ấy chứ tức quản à? Ừ. Tức quản bắn phong cảnh. Ồ. Phong cảnh này thái. Ồ. À, có nghĩa là trước kia là người bố của em Hải với em Sử cô bác là hai cái chân là bị sưng lên băn phọc tư chẳng mà gì? Ừ, cái phong phong lên để thải. Ồ, lên cái bàn cái băn đưa mới bàn à? Cái mình đưa cái lẽ hả? Ôi, ừ, băn bí bộ. Băn bí á? Ừ, băn bí bộ. Tức là phát khẩu tới bài lên lên nhà một lại khẩu. Phụ nhìn, cổ phong xài lít ba đi. Ồ, xài lít. Lão ảo anh thái là lý ảo nhìn nghe chú nỉ bấy đó chú nỉ bấy á à chú mẹ ta lẽ mê hài à. Ừ, lên đây ở cái hài mà đi sốc được lên thằng nỉ bấy á. Ừ, sao anh đi lên nỉ bấy luôn bật ra nỉ bấy lên thôi hài ta hài thôi tớ ơ dễ ta nái thôi văn. Ừ, thừng buồn càng chứ nó. Ừ, chơi lô chú hài ta ở cái sự tàn nhẫn chứ từ hai tài chính đặt câu cho hai cái chim đấy ô, cho hai cái năng một đây nọ, ông ấy tí cái năng một đây. Ông thì vừa kể với cháu Lực là trước kia mà mẹ bỏ đi các bác thì em Hải là còn là rất là bé tí, em Sử thì còn là biết là ăn cơm rồi, bấy hay lái chứ mấy gì? Cái chuyện u này. Ồ, nên là chát đến này cái chuyện u. Ồ. Thế bạn mấy nhỉ phải lấy hát tờ dê tờ nái sao cầm bố? Ờ, lấy hát lấy bông bộ ổ xong tờ cháy này. Ồ. Bông bộ xong tờ cháy thì xong tờ cháy ta có dữ. Ồ. Mình xong tờ nhiên đi, bông ổ xong tờ nhiên đi, ổ xong tờ nhiên phải. Ồ. Cái mê hài cậu này thì có nó nọc nhỉ? Ờ, sẽ quán, sống tốt dài, sống tốt nhanh hơn. Ờ, lấy cậu, sống tốt nhanh như tao mà này răng dê sắc bạc bố? Ờ, nhìn dưới chứ nó bài, cái này lấy dịp khai phan bè trong nhanh à. Ờ. Lấy bài, ổ khủy chứ khai phan à. Ta mê chỗ cái, mê chỗ cái gì lên cái này. Ờ, lấy đưa chứ mà bài nữa? Ờ, nhìn dưới chứ nó bài, chứ khai phan. Ờ.
Hôm nay thì cháu Lực lên không có gặp em Hải và em Sử, thì cháu Lực mới ngồi nói chuyện với ông là kể về những cái chuyện người bố với người mẹ của em Sử với em Hải trước kia. Lúc mà bà lấy cái pan đâu bố, pan bánh không bố, bà. Trước của lấy cái pan xẻ à, cái tay cúp thái mai à. Ồ. Tay cúp thái mai lấy cái pan xẻ. Ồ. Ông thì kể với cháu Lực vừa rồi thì là bà cũng là bị bệnh và mất đi cô bác. À, một phần thì cũng do là bà đến tuổi rồi, và một phần thì bà cũng đến, bà thì cũng bị một cái căn bệnh nào đấy và cũng mất đi. Bà thì bây giờ mất đi được hơn một năm cô bác, được gần một năm thôi cô bác. Tại vì là trước kia cháu Lực mới lên chia sẻ thì ông nói với cháu Lực là được 6 tháng mà cô bác. Là mà bố ta bố mẹ bố Hải liệu bác rủ cái bố, có bác móc cái bố. Ừ, chị Hải là muốn chị bảy. Chị bảy chứ? Muốn chị bảy. Bao nhiêu Hải ngàn muốn đấy nhỉ? Hải muốn nhăng bố. Sư ngàn muốn đấy? Sư chẳng nhỉ, cho Hải muốn nhăng hô. Cho Hải chạy ăn đây, cho Hải muốn nhăng hô. Cho Hải quạt, cho Hải ý này. Ồ. Lúc mà lùng sử nó thì nó tự làm cái gì mà ăn nữa à? Quý đây lấy một nhau vô tôi gọi lấy ý lấy cái một bảy lấy một nhau vô tôi gọi lấy ý lấy cái một bảy. Có thể nói là những câu chuyện hôm nay thì hai ông cháu ở với nhau thì ông mới kể cho cháu Lực thôi cô bác, chứ không thì có đông người thì ông không có muốn kể đâu. Lúc Jeremy xuống con ảo trai ra. Ni sáng quang, mi quang gì, chị chẳng quang nha. Ồ, mi con mi chị quang nữa. Chú mạng chữ lý, chị chẳng quang. Ồ. Chán tâm mắt này bố chết nha. Nhìn chữ lý chí mạng bái đi hồ. Ồ. Ồ, chú quang nái thái lý chí mạng bái cháu đi hồ. Ồ, thằng cáo nâng mạng đi. Ừ, cái này bố mạ lô. Bố, cái bố mạng ngâu chết mà. Lý mù nhà mạ lô. Đây là cho lưỡng định mà đi, lý mù mạ. Ồ, cái lưỡng định mà ra. Lưỡng định mà đi hồ. Ồ. Lúc mà dè lên sắc, bản này sắc mi hoàn dân mở lên. Dè cảm thấy vui vô. Hả? Lúc dè sắc hoàn dân mở lên cảm thấy là vui vô. Vui. Cảm thấy một thông cái lấy. Ồ, cầm nó một ngăn nó dè nổ. Lúc mà phăng một cái dè kìa, sắc hoàn dân mở về nên dùm dè phăng vô. Ngài vô, ngài hoàn dân mở với dè. Ừ, cái ngài. Ồ. Sao cao hả hoàn tên nó bàn viên đi cả khải vai nào các đồng một tù của nó nè. Vừa rồi thì cháu Lực cũng hỏi ông là chuẩn bị làm nhà như này thì ông cảm xúc của ông như thế nào. Ông bảo là vui quá, sao bà không nói nên lời rồi cô bác. Bây giờ thì nếu mà để làm một căn nhà như này thì ba ông cháu thì không biết là bao giờ mới làm được. Em Sử thì có thể là đi làm, nhưng mà ít nhất sau đó có khi là phải tầm độ làm được 10 năm thì mới dư góp ra làm một cái nhà gọi là như này, như thế này thôi cô bác nhá. Còn để làm một cái ngôi nhà mà thời gian tới cháu Lực lên bản vẽ rồi sẽ ghi hình lên cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng xem. Và bây giờ cháu Lực nói bảo là làm như cái ngôi nhà của A Hải với A Báo kia thì chắc là một số cô bác cũng có theo dõi kênh anh chị Quyền Hiền TV thì cũng có biết cái mẫu nhà đấy rồi. Mẫu nhà đấy cháu Lực cũng thấy rất là đẹp và cháu Lực cũng muốn làm cho ba ông cháu một cái ngôi nhà như thế luôn. Lúc mà anh dân bây giờ thì cháu Lực sẽ nói qua về cái ngôi nhà đấy cho ông nghe một chút cô bác nhé. Lúc mà anh dân lán chuẩn bị hóa ông ấy đi xem đi xuống hôn cao này chưa? À. Đấy cao bên này. À. Đấy, mình xuống ăn bên rồi. À. Xuống ăn phòng ngủ này. À. Hơi Hải, hơi Hải tài xử nê phóng, dè nê phóng. À. Đấy, tao mi ăn tỷ chín khấu bên này, càng bên này. À. Nó càng yếu. À. Là tao phải liên bài lên mi ăn nhà bếp, tao mi ăn nhà vệ sinh. À. Đấy, đi sẽ đầy đủ tiện nghi hơi ông, tao dè, tao Hải sử dụng luôn. À. Lúc mà tôi tú ấy, tao vẫn, tôi tú lên, vẫn tốt đến nay. Ừ, đấy. Rồi mà sẽ tức quản đâu tiền bài học đấy cái cả. Tại trả đâu hồ. Đấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có nói với ông qua về cái ngôi nhà
dự định tương lai cho ông một chút cô bác, nhưng mà chỉ nói là ông nói như thế này thì ông có khi là ông không có nắm bắt được cô bác, tại vì là ông chưa bao giờ được ở vào trong cái ngôi nhà xây thì ông không nắm bắt được. Vừa rồi thì ông cũng có chia sẻ cho cháu Lực biết là nếu mà đi ra tận bên kia để làm ấy cô bác thì rất là xa cho cái ngôi nhà cũ của ông hiện tại như này. Bây giờ thì phải nói là được các bác giúp đỡ thì cháu Lực cũng muốn là chọn cái chỗ nào để mà phù hợp nhất cho các em cô bác. Chứ bây giờ mà mua một cái mảnh đất ở tít ngoài đường bên kia có thể là nó sẽ tiện đường bê tông cô bác ạ. Ở dưới kia, ở dưới xuôi thì đất gọi là gần mặt đường thì nó sẽ càng tốt đúng không cô bác? Nhưng mà ở trên vùng cao này thì nó lại ngược lại cô bác. Có thể là gần đường bê tông mà may mắn thì mở được một quán tạp hóa, nhưng mà sau này không biết là có ai mua nữa hay không chứ cô bác. Không may là mua mà bị người ta nợ, có khi là nợ hàng tầm 1 năm rồi. Ở trên vùng cao này thì cháu Lực hiểu rất là rõ về cái điều này luôn. Nếu mà làm nhà ở gần mặt đường thì thứ nhất tiện thì nó cũng chỉ tiện là đường xe cái mọi thứ là cho các em thôi. Còn như về cái phần nhà các em có đồng ruộng, đồng lúa như này thì các em lại phải chạy từ bên kia sang bên này để chăm lo. Chăm lo xong lại chạy về thì nó cũng rất là vất vả cho các em. Bây giờ được các bác giúp rồi thì cháu Lực muốn xin các bác là lắng nghe cái ý kiến của cháu Lực là mình đã giúp đỡ những hoàn cảnh nào rồi thì mình phải chọn những cái nơi mà phù hợp nhất cho những cái hoàn cảnh đó để mình làm cô bác. Có thể nói sau, có thể nói một thời gian nữa để vận chuyển những cái vật liệu mà vào nhà các em thì nó sẽ hơi khó khăn một chút. Nếu mà trời nắng độ như hôm nay thì sẽ có thể là xe máy có thể là chở vào được, và nhờ anh em hàng xóm ở đây nhà nào có xe máy thì đi hộ các em là 1-2 ngày cái phần đấy. Còn phần đổ xăng thì cháu Lực với bạn Trình sẽ trích cái tiền mà cái tiền của quý của nhà các em ra để làm mà cho các em cô bác. Lúc mà đi dân em mặc xẻng mặc ơn cả thằng lái có chứ? Cả mi chứ? Mi mini bằng như thế này chứ? Mini đó. Họ có mấy tờ thư bên đó. Hay vừa rồi thì cháu Lực cũng có nói với ông là ở nhà thì có cái xẻng, cái cuốc có nhiều cái không? Thì nếu mà không đủ thì sẽ lại mua thêm. Nhưng mà bông hoa thay về nên bông cắm mắc xẻng, tao bảo bán làm không? Bông chịu hát bông chưa. Hát được bông chưa cắm đâu? Bông chưa cắm đâu. Cái lơm lên lên bụi chưa. Đấy, còn là về cái phần là cuốc xẻng thì chắc là vẫn phải mua thêm độ đâu đó 3-4 cái cô bác. Còn là mình nhờ người ta ra hộ, nhờ được 1-2 ngày có, mình sẽ bảo với người ta là cầm luôn cả cuốc cả xẻng ra đó thì người ta mới cầm ra, chứ không là người ta ra tay không để hộ để hộ thôi. Lúc mà hoàn dân về cần chọn hướng bạc tú về với gì? Xe không đầy cái có không phải được cái này. Nên có phải chọn hướng bạc tú với nó không ta? Đấy còn vừa rồi thì cháu Lực còn nói với hỏi ông là sau này nếu mà làm nhà lên thì có cần phải chọn hướng cửa không, và ông thì bảo là cái phần này thì có phải là chọn cô bác. Mối dân tộc nó là một cái làm mà kiểu khác nhau, cho nên là cháu Lực phải hỏi rất là kỹ ông để cho nó đúng cái phong tục của các em làm thì nó mới thật sự là một cái ngôi nhà mà sau này nó sẽ mang cho các em là những cái điều tốt này và vận may tốt đến cho các em, hợp tuổi các em nữa. Lên lùng pí này lên hóc lên đi à, tao cần chọn ổ pí đấn cao hóc bố chè. Lùng mà tao hoàn dân viên này cần ổ chọn pí đấn cao hóc bố, chọn pí đấn đi hài tay xử ra ông hóc bố. Nói hóc cái tao gần đây à? Hóc gần đây chứ ta? Cái này sự cáo này dè cá chè lên hải cái thằng y lên chọn lịch sử cho nó. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng có bảo với ông là chọn cái người
mà đứng ra gọi là làm tuổi để làm nhà đấy, thì cháu Lực bảo là xin ý kiến ông là chọn em Sử để cho em ấy, thì là người bây giờ lớn nhất thì không phải là lớn nhất mà là đủ cái tuổi mà em ấy là lo cho gia đình rồi cô bác, cho nên là chọn em Hải, em cho nên là chọn em Sử nó sẽ rất là hợp lý luôn. Còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực lên và cũng chỉ là nói chuyện với ông, là hai ông cháu ngồi, thứ nhất là nói chuyện về từ cái ngày xưa này, và thứ hai thì nói câu chuyện xoay canh mà làm cái ngôi nhà cho các em thôi cô bác. Và nói chuyện với ông và hai ông cháu ngồi nói chuyện một lúc thì chắc là bây giờ cháu Lực cũng xin được phép đi về nhà thôi cô bác ạ. Và trong thời gian tới thì lúc mà làm nhà còn thiếu thốn đến đâu thì cháu Lực rất là mong sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng và phần cái trợ duyên của quý ông bà, cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi tới cho các em. Nếu như sau này mà làm nhà cho các em còn dư ra khoản nào thì có thể là làm thêm 1-2 cái chuồng, thêm cái chuồng lợn này cho các em, để cho các em là có cái chuồng mới luôn chứ cô bác. Chứ bây giờ chuồng cũ của các em thì là hoàn toàn làm được từ bằng gỗ thôi, để trong cũng có nuôi một con lợn nữa. Trong thời gian vừa qua thì cháu Lực cũng xin cảm ơn tới quý ông bà, cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bản em, đã tin tưởng kênh bản em để giao những cái tấm lòng vàng đó cho bản em, để bản em được đi làm những cái chương trình, để bản em được là người mà làm cái cầu nối gắn kết từ các mạnh thường quân. Còn là bây giờ thì cho cháu Lực xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin cảm ơn quý cô bác anh chị rất là nhiều ạ.